cô Út qua đây có chuyện gì không vậy? Em qua nhà anh hai nè. Út qua thăm anh hai có chuyện gì không? Thì Út qua gửi thiệp mời đám cưới. Ủa mà đám cưới ai? Thì đám cưới Út chứ đám cưới ai? Đám cưới Út. Ủa sao đám cưới Út mà anh hai buồn cho vậy? Tại vì anh thương thương Út lâu lâu rồi mà anh không dám nói để đây bước theo chồng anh thấy buồn hiu chiều ra đứng bờ sông nhìn con nước rộng nước lớn liêu riêu bên lỡ bên tôi còn ai coi nhặt áo đâu mà trông anh thương thương Út lâu rồi mà cùng chàng dám hé môi. Út ơi, mấy năm qua anh đã thầm thương chớm như một cô Út hiền ngoan có mái tóc bao ngày.
sớm bao niềm vui. Anh sẽ luôn vẫn vững vàng xây dựng những hạnh phúc bên em. Không dám nói ra. Nay em sắp phải theo chồng, anh hai bài tỏ làm chi cho em bận biểu trong lòng. Thôi nghe từ đây đi không phải ngày theo chồng về. Rồi trời cao thương sẽ cho anh gặp người con gái khác, mến yêu anh nhiều rồi anh sẽ dần quên. Tình cảm bé thơ với anh hai xin khép lại vì kể từ nay em đã bước theo chồng. Rồi thời gian quên cũng quên năm tháng, chỉ có anh Hồng đêm lạnh buông giá tìm đào. Tôi hãy quên đi những gì kinh nghiệm gì đã xa nhau chẳng vẹn hương nồng. Thân anh chẳng dám để một thương mà không nổi nên giờ chẳng